Hồi nãy giờ đang suy nghĩ cái này kia làm video, tự nhiên thấy con chim bay ngang, đương nhiên cũng đá không có đồ để quay clip nha bạn. Và nãy giờ trong cái thời gian mà nhiều tiếng mình đã chế biến cái món gà này đã hoàn thành xong. Cái gà này mình không biết là gọi tên là gì, nhưng mình sẽ đặt tên cho nó là món gà hấp nước sốt tiêu siêu cay và hấp tỏi. Nói chung là nó quá là nhiều thứ lộn xộn. Thường thường là người ta hấp gà chung với tỏi là người ta sẽ gọi là gà hấp tỏi, hấp nước sốt là sẽ gọi là hấp nước sốt. Mình sẽ gọi như vậy là gà hấp sốt siêu cay, tiêu siêu cay đi. Và trước khi vào video mình ăn, đó là mình sẽ nói một vấn đề mà là có thời gian mình không ra cái video được, đó là mình đã bị làm hai video, có làm hai video đăng lên nhưng mà đã bị lỗi và nó hư nên mình không có quay đăng lựa được cái video này. Mục đích thứ nhất là mình để ăn con gà này, thứ hai là sẽ cho những bạn biết là những cái vấn đề tại sao mình không có ra những cái video mình đã bị thất bại không ra được. Và đây đó, mình vừa ăn chung với hai thanh niên xuất hiện trong video hôm nay. Thứ nhất là tên gì? Đấy, hàng này xích cái tay ra, không mày không xuất hiện video. Tên gì? Đi kia. Tên gì? Chào các bạn, mình là Khánh. Ok. Đây rồi, ok bạn ơi. Chưa có biết gì. Mình sẽ ăn chung hàng này nha. Ok, này mình sẽ cắt những cái phần trên con gà này ra để chia cho từng thằng từng khúc. Mời mấy này ăn chung luôn. Đầu tiên cắt cái đầu nghe bạn. Mình sẽ bỏ nó ra một bên trước tại cái này mình không có ăn. Tiếp theo là cái phao câu. Cái phao câu này là mình sẽ quyết định là cái tập cái video ăn gà ủ muối nha. Cái người nào trong đó ăn thì người này đó cũng sẽ ăn tiếp. Đẳng cấp mới được ăn cái phao câu. Hồi nãy giờ hấp con gà chắc cũng chuyện tiếng, chắc cũng chín rồi, không chắc không có sống đâu. Rồi mình đã cắt mấy gà này ra thành nhiều mảnh để cho nó dễ ăn hơn rồi, mất công mấy này nó khó ăn nữa. Nào để muỗng đây à, sẽ cho bạn xem cái dĩa gà của mình đây. Hơi bị ngon nghe bạn. Rồi hơi là mình có mình nhặt luôn giùm nghe các bạn, cánh tay nhặt giùm rồi dứt luôn đi. Nè còn mình để cái dĩa rồi, nào ăn đi. Mời bạn nha. Cái nước chấm này mình nữa mà các bạn, mình sẽ để công thức trên cái màn hình video cho bạn video nha bạn. Bảy đều lên cho này. Đây là một chén nước sốt siêu cay tiêu và siêu cay ớt, hai vị khác nhau. Đây, rưới nước sốt lên. Mời ăn nha. Kéo bóc lộn á. Nào muốn ăn dưa leo ấy nè. Dưa leo chấm miếng. Chấm món sốt. Gà khi mà gà thường hấp nó không có dai, độ dai nó không có cao bằng gà ủ muối. Nhưng mà thịt nó khá là ngọt. Cảm thấy thế nào vậy? Quá ngon. Quá ngon nghe bạn. Quá đã. Thấy gà nó không biết đặc biệt chứ. Nó không có gì đặc biệt chứ bạn ơi. Mình chỉ làm nói chuyện nhìn nó hơi thấy nói chuyện là bị lẹo lử thôi. Ok, bắt đầu kể về câu chuyện không ra video nha bạn, bây giờ bị hủy bỏ chứ.
Đầu tiên là mình với thằng đi kè với Khánh, với hai nữa, Thắng cá lóc với mỗi thằng anh của Thắng vô làm video chung với nhau. Chúng em bốn thằng với thằng cameraman đi xuống cái chỗ kia để mà làm video thử thách câu cá, thằng nào câu nhiều nhất sẽ được phần thưởng. Và đầu tiên là mà chuẩn bị đồ đạc hết, cần câu thức ăn rồi nước uống đem theo bạn, rồi sau đó chạy xe tới cái chỗ kia, cách nhà mình khoảng 2 hoặc 3 cây số gì đó vân vân. Chạy xe chở từng thằng, đầu tiên là chở hai thằng tới rồi sau đó mới chạy về chở thêm, tại đi hai lần mới tới. Thì tới nơi xong tưởng đâu là tới cầu liền rồi, ai ngờ cần phải lội bộ khoảng rất là xa nha bạn. Mình cũng không biết là cái số lượng cái đường đi là nó xa khoảng bao nhiêu, nhưng mà đi bộ là khá là xa. Và cái đường là các bạn biết là cái đường chú em cái bờ, một cái ao cá bằng mà sẽ có khối vuông, sẽ có bờ đất đi, nhưng mà nó đi cách đây phải cách khoảng 3 tới 4 cái ao cá gì đó. Cái đường nó đi không khác gì leo núi nha bạn. Đi không khác leo núi chứ đất mà nó chỗ hấp chỗ cao, chỗ hấp chỗ cao, rồi đi mà nào nấy té quá trời. Mình nhớ là nào nấy té quá trời à. Tới nơi nào nấy nó than không. Còn khi mà xuống cầu, lúc đó là tới nơi cầu đó, lúc mà bắt đầu đi là 1 giờ về, mình về chuẩn bị đồ là 2 giờ, đi là tới đó là gần 3 giờ. Rồi câu tới 4 giờ mấy thì phát hiện thì không dính cá hơn. Nè, tới câu thì không dính, không thằng nào dính một con cá nào hết, xuống đào cái lỗ, quét lỗ mừng lục bình để câu, không dính con cá nào luôn. Thì nên về bỏ cái video luôn. Video mất thời gian đi quá mà chạy thằng nào nấy đi mà nó than. Thứ nhất, thứ hai là video để mình ăn thêm miếng nữa đi, mình câu kể chuyện thứ hai nha bạn. Đó là câu chuyện lý do thứ nhất, một video mình đã bị hư rồi, còn một video nữa mình đã bị lỗi luôn. Thì mình sẽ ăn miếng các bạn ơi. Lượt chén nước sốt. Mời bạn nha. Làm léo rồi mới chơm. Quá ngon. Cái mắc khén đó là hồi đó mình ăn mua trâu gác bếp ăn có nên còn dư. Ướp dương gà này vị nó thơm, toàn là vị gác. Mình có đánh giá hấp trong này các bạn nha bạn, gà nó làm ngon thật nhưng mà không có nước uống quá cay. Này đánh giá mấy sao? Không sao. Này đánh giá mấy sao? 5 sao. Này đánh giá sao? 1 sao. Làm gì sao đây? Wow. Giờ này xuất hiện luôn nào. Tao fan Messi mãi đỉnh. Chiến thôi. Mở chai nước ra thôi. Nó cái bò này nó quá hay các bạn ơi. Đập một phát một có nước uống ngay. Đổ vô luôn. Trời ơi. Trời ơi. Làm gấp giờ. Trời trời. Cái chai này. Không sao. Đậy luôn. Rồi, nào bưng ra đây. Dạ dạ. Có gà nhiều sạch rồi. Nãy giờ quên ba tỏi. Trời ơi. Này chứ hảo. Nãy giờ quên ba vụ tỏi luộc nữa bạn. Đang ăn đậu rồi. Gà mà cơm kết hợp chung tỏi là bao ngon các bạn. Quá bùi. Mời các bạn ăn miếng thịt. Mời các bạn ăn miếng thịt. Này là cộng điểm hay mọc điểm nè? Trừ điểm này mọc điểm nào? Văn hóa. Không văn hóa. Mình là cộng điểm nó được kìa các bạn. Nó mời cũng ăn, các bạn cũng đâu ăn được đâu. Nhưng đó cái văn hóa. Thằng cánh tài chừng nửa chung băng như này không được. Ta không chung băng. Ta chỉ chung tem đó thôi.
bài mình sẽ ám kể cái lần hai mình bị thất bại nha các bạn. Có thế này, mình với thằng cameraman với thằng Ike làm cái video thuyền hải tặc các bạn, ra khơi lần hai. Tại lần trước bị thất bại rồi, mắc cái dòng. Cái lần tiếp theo mình đổ cái thuyền lại, mình làm cái nóc, xúc nóc che bự hơn, chỗ ngồi chắc chắn, làm chỗ ngồi lót đàng hoàng, chuẩn bị đồ đạc ok hơn và nâng cấp nó lên rồi. Nhưng mà đang nâng cấp, chuẩn bị đem thuyền ra khơi, có một chiếc sáng cạp từ xa chạy tới cạp đó trước cái chỗ mình ra khơi, cản đường mình ra khơi lại đó. Mình thấy là hơi căng rồi đó, mình đợi nó cạp cạp đi sang nơi xa ra chút mình mới đem xuống. Mà hồi chiếc sáng cạp nó đi mình rất là mừng, mình nhớ là quay được clip rồi. Mà thả chiếc sáng cạp xuống, ba hàng đi xuống lỏng, thả chiếc thuyền của mình đi xuống thì nó đã bị rớt đầu đạc. Mình thấy là thêm của nó chạy chạy dùm để đạc ở đây, mình thảy xuống chiếc thuyền mà nó rớt đầu đạc xuống kiểu này, lỡ có điềm báo gì sao, nó chắc không sao đâu. Thì trước khi mình đem chiếc thuyền mình để xuống sông đó, mình đã dùng một cây nhang để mình cắm lên cái bờ đó, mình đã đốt. Tại mình thấy trên video của người ta, mấy người ta quay mấy khu mà cắm mà bị quay không được, ta sẽ đốt nhang để cho quay được. Mình cũng làm như thế luôn. Những khi làm xong thả thuyền xuống quay, đang bơi nước cúng trôi một đường cực xa, bơi không nổi, và chiếc sáng cạp bỗng nhiên nó đã quay trở lại. Nó chỉ cần hút một cái thôi, sóng nó quặn cái đùng là cái nước mình nó quật chiếc thuyền, nó quật 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 hàng nào mấy lắc nó sợ bể chiếc sườn của sườn nó. Cái gì nên tấp vô cái mé, đang tấp cái mé tự nhiên một chiếc ghe khác ta chạy ngang một cái dù, sóng nó đập cành, mình tưởng chiếc thuyền mình nó bể ra, ba thằng té nó rớt điện thoại luôn rồi. Nhưng hơn là vững chắc không rớt, nó hai ba chiếc ghe chạy quay đó. Nói chung là mình đã quyết định là kết thúc video tại đó luôn và không quay đăng video lên cho bạn xem, vì nó không câu được con cá nào hết, quá thất bại. Bị bơi còn chưa tới mà sao mà câu được, bơi còn không nổi nữa không chỉ là đi ra đó câu. Đó là những cái video thất bại mình trong nhiều ngày đó. Nếu video đó là lâu một lần vẫn còn đỡ, mà cái này vừa thất bại câu cá xong chuyển sang thuyền hải tặc thất bại luôn rồi. Tới một clip thứ ba, clip xúc xích nghe bạn, nướng bị khét. Đáng lẽ mình không đăng đâu, nhưng mà do lúc đó không có video đăng cho bạn xem thì mình đăng đại lên cho bạn xem luôn. Chứ đáng lẽ clip xúc xích nó không được đăng. Cái bạn đạo xúc xích rồi mà nó không muốn đăng á. Nhưng thôi, cái clip gà này may mắn là mình cũng hoàn thành nó lại đàng hoàng rồi, cũng vui lắm rồi. Và mình mong là tất cả các bạn sẽ ủng hộ cái video này của mình nha. Và mình thấy video mình cũng đã dài rồi, nên sẽ quyết định kết thúc video tại đây. Các bạn nhớ ủng hộ mình để mình có động lực làm thêm những cái video hay hơn nữa. Mặc dù đã mấy ngày đã gặp khá nhiều trắc trở. Bạn nhớ bấm đăng ký kênh, mặc dù nhà không bấm đăng ký kênh mình. Để sẽ tạm biệt các bạn nha. Tạm biệt các bạn ơi. Bye bye.